ruộng bác bên kia là trôi hết cả rồi. Em ơi anh nhờ tí. Em chạy xuống dưới mua hộ anh cân táo nhá. Chìa khóa đâu? Chìa khóa gì? Chìa khóa xe. Thôi đi bộ thôi em. Chịu khó đi bộ giảm cân chứ em. Bác sang bên kia, có hòn đá kia đi. Cái thằng cặp kia đi đâu đấy? À, cháu bảo nó xuống dưới mua táo hội mà. Sao mồm nó cứ méo đi méo lại thế? Nhìn thế thôi, ngoan lắm đấy. Rồi, có thấy cậu bé đi qua đây không? Áo đỏ đúng không? Bay sang núi bên kia rồi. Em ơi, hình như tôi thấy bay vào khu vực này mà. Em cậu kè ơi. Cậu kè ơi. Kè ơi. Em ơi. Xe kia. Cái thằng cọc kè đâu? Chắc ở gần đây thôi. Em ơi. Cọc kè ơi. Em ơi! Đi đâu rồi? Cọc kè ơi! Tiếng gì đấy? Chắc thằng cọc kè đấy. Ai đây? Cái gì đấy?